Nhất điện, nhất tháp, dị tông, tam cốc, tử phương cát là cách gọi chung cho các thế lực siêu cấp tại Trung Châu rộng lớn. Trong số đó, tử phương cát bao gồm phong lôi cát, tinh vẫn cát, vạn kiếm cát và hoàng tuyền cát, tọa lạc tại bốn hướng đông, tây, nam, bắc của Trung Châu. Tinh vẫn cát là thế lực nổi tiếng nhất trong số tử phương cát. Khi Dược Tôn giả còn sống, địa vị của tinh vẫn cát thậm chí còn vượt qua tam cốc. Tuy nhiên, sau khi tin tức về cái chết của Dược Tôn giả lan truyền rộng lớn, nhiều trưởng lão đấu tôn của Tinh Vẫn Các đã chọn rời đi. Đến nay chỉ còn lại Phong Tôn giả cố gắng duy trì nơi này. Từ đó địa vị của Tinh Vẫn Các sụt giảm đáng kể, trở thành một thế lực ngang hàng với Phong Lôi Các. Vậy thứ hạng của Tứ Phương Các như thế nào trước khi Dược lão được giải cứu? Để trả lời cho vấn đề này, cần xem xét nhiều yếu tố khác nhau, bao gồm sức mạnh của người mạnh nhất, số lượng cường giả đấu tông, chất lượng đệ tử và những thế lực đồng minh. Đầu tiên, nếu xem xét về phương diện chiến lược của những cường giả mạnh nhất, đương nhiên phải nhắc tới bốn vị tôn giả. Trong lần đầu tiên Tiêu Viêm gặp Phong Tôn giả, thực lực của ông đã đạt đến tứ tinh đấu tôn. Lôi tôn giả của Phong Lôi Cát là nhị tinh đấu tôn. Sự xuất hiện của kiếm tôn giả của Vạn Kiếm Cát và Hoàng Tuyền tôn giả của Hoàng Tuyền Cát dường như chỉ để đủ số lượng, thực lực chỉ ở mức nhất tinh đấu tôn. Do vậy, nếu nhìn qua, rõ ràng Phong Tôn giả là người mạnh nhất, tiếp theo là Lôi Tôn giả, cuối cùng là kiếm tôn giả và Hoàng Tuyền tôn giả. Khi Tiêu Viêm đến Phong Lôi Sơn Mạch tham gia đại hội tứ cát, sau khi tứ đại tôn giả đến nơi đã có một đoạn hội thoại. Chính đoạn hội thoại này đã hé lộ đôi chút về sự mạnh yếu của họ. Đại hội do Lôi Tôn giả tổ chức, người đến đầu tiên là Kiếm Tôn giả, tiếp theo là Hoàng Tuyền Tôn giả, Phong Tôn giả là người đến cuối cùng. Sau khi mọi người đến đông đủ, Kiếm Tôn giả lại cài khịa rằng rõ ràng Phong Tôn giả là người nhanh nhất nhưng lại thích đến sau cùng. Hai vị tôn giả kia cũng rất tán thành với tốc độ và thực lực của Phong Tôn giả. Khi Lôi Tôn giả chào Kiếm Tôn giả lại phớt lờ, Hoàng Tuyền Tôn giả nhếch miệng cười, nói rằng cái nết của lão kiếm vẫn như vậy, xem ra vẫn chưa quên được thất bại năm xưa. Kiếm Tôn giả cũng lập tức phản bác, nói rằng năm xưa lão phù kém may mắn nên mới thua, vẫn tốt hơn nhiều so với người chỉ trụ được trăm hiệp dưới tay Phong Tôn giả. Người nói phải không, Hoàng Tuyền Tôn giả? Từ màn khẩu chiến giữa hai người này, có thể thấy Lôi Tôn giả dù về cấp bậc hay là chiến lược đều mạnh hơn Kiếm Tôn giả. Hoàng Tuyền Tôn giả chỉ có thể trụ được trăm chiêu dưới tay Phong Tôn giả nên bị Kiếm Tôn giả chế giễu. Mặc dù Lôi Tôn giả thấp hơn Phong Tôn giả hai bậc, nhưng thuộc tính đấu khí của ông ta lại có thể làm gia tăng chiến lực một cách đáng kể. Đồng thời ông ta còn nắm giữ đấu kỹ nghịch thiên Tam Thiên Lôi Huyễn Thân. Về thực lực thực sự, Lôi Tôn giả có lẽ đã đạt đến tam tinh đấu tôn. Có thể một số bạn đọc không hiểu Tam Thiên Lôi Huyễn Thân là gì. Đây là một đấu kỹ từ thời kỳ viễn cổ, không rõ lý do gì mà rơi vào tay của Phong Lôi Cát. Chỉ khi tu luyện Tam Thiên Lôi Động đến cấp bậc Tam Thiên Lôi, đồng thời trở thành trưởng lão Phong Lôi Cát mới có tư cách tu luyện đấu kỹ này. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân là một loại hóa thân bên ngoài, được chia thành 3 cảnh giới. Dưới cấp đấu đế, chỉ có thể tu luyện đến cảnh giới thứ 2. Khi chiến đấu, có thể ngưng tụ ra một phân thân sở hữu 50% chiến lực của bản thân. Phân thân này nắm giữ mọi thần thông của bản thể, kể cả khi bị đánh bại cũng không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho bản thể. Sau một thời gian là có thể ngưng tụ lại. Vĩ thiên của Phong Lôi Bát Cát là Bát Tinh Đấu Tông, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân mà hắn ngưng tụ ra là Lục Tinh Đấu Tông. Tam Thiên Lôi Huyễn Thân do Lôi Tôn giả ở cấp nhị tinh đấu tôn đỉnh phong ngưng tụ ra ít nhất cũng sẽ bước vào một chân vào cấp bậc đấu tôn. Nếu liên thủ với bản thể để chiến đấu với tam tinh đấu tôn, chắc chắn sẽ không gặp vấn đề gì lớn. Kiếm Tôn giả đã khiến cho Hoàng Tuyền Tôn giả câm nín và thậm chí còn có thể coi thường. Do đó, trong tứ đại tôn giả, Phong Tôn giả mạnh nhất, tiếp theo là Lôi Tôn giả, sau đó là Kiếm Tôn giả và cuối cùng là Hoàng Tuyền Tôn giả. Ngoài Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, Lôi Tôn giả còn sở hữu một trận pháp cực kỳ mạnh mẽ, gọi là Cửu Thiên Lôi Ngục Trận, có thể gia tăng sức mạnh của bản thân một mức nhất định. Do đó rất có thể nếu Lôi Tôn giả sử dụng trận pháp này, tu vi của ông ta sẽ ngang ngửa với Phong Tôn giả. Ngoài những cường giả hàng đầu, có thể xét với phương diện sức mạnh của cường giả đấu tông. Về phương diện cường giả đấu tông, chỉ có Phong Lôi Cát được mô tả chi tiết, ba cát còn lại không có nhiều thông tin, nhưng rõ ràng là không bằng Phong Lôi Cát. Do số lượng đệ tử của Tinh Vận Cát ít nhất trong tứ cát, nên số trưởng lão cũng không nhiều. Còn Vạn Kiếm Cát và Hoàng Tuyền Cát thì tu vi của các chủ đều xếp phía sau, nên có thể đoán ra đấu tông trong cát cũng không mạnh lắm. Bây giờ hãy nói về Phong Lôi Cát. Ngoài các chủ Đông Cát, Lôi Tôn giả còn có ba các chủ khác ở Bắc, Tây và Nam. Trong đó, các chủ Bắc Cát, Phí Thiên là một bát tên đấu tông, sở hữu sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Sau khi Tiêu Viêm náo loạn Thiên Bắc Thành và giết chết trưởng lão Phong Lôi Cát, Phí Thiên đã đích thân ra tay truy sát hắn, khiến cho Tiêu Viêm gần như không thể đường thoát. Để giúp Tiêu Viêm trốn thoát, Thiên Hỏa Tôn giả phải ra tay ngăn chặn Phí Thiên, buộc phải sử dụng khả năng di chuyển không gian của đấu tôn mới có thể thoát thân. Ngoài ra, Tam Thiên Lôi Huyễn Thân bà Phí Thiên ngân tụ đã đạt đến cấp lục tinh đấu tông. Nếu Tiêu Viêm không ném bỏ quyển trục đấu kỹ Tam Thiên Lôi Huyễn Thân và giải trừ định vị, e rằng hắn đã sớm bị Phí Thiên bắt. Các chủ Tây Cát và Nam Cát ngang hàng với Phí Thiên. Sau khi Tiêu Viêm đến Lôi Sơn, họ thậm chí còn cà khịa Phí Thiên, vì vậy Tiêu Viêm ít nhất cũng là bát tinh đấu tông. Cộng thêm Tam Thiên Lôi Huyễn Thân, chiến lực đấu tông tăng gấp đôi. Ngoài ra Phong Lôi Bắc Cát còn có 4 trưởng lão Phong, Vân, Lôi, Điện, trong đó chỉ có tu vi của Trầm Vân là tứ tinh đấu tông. 3 trưởng lão còn lại đều có cấp ngũ tinh đấu tông đỉnh phong.
Tam Thiên Lỗi Huyền Thân của Tiêu Viêm đã học được từ Trầm Vân. Điều này cho thấy những trưởng lão kia cũng có thể tu luyện bộ đấu kỹ này. Mặc dù sức chiến đấu của phân thân mà họ ngưng tụ có thể không cao, nhưng ít nhất cũng là cấp đấu tông. Đây chỉ là những trưởng lão thời kỳ đầu của Phong Lôi Bát Cát, ba cát còn lại chắc chắn cũng có những người cùng cấp bậc, thậm chí Đông Cát còn có nhiều trưởng lão đấu tông mạnh mẽ hơn. Khi Tiêu Viêm lần đầu tiên gặp Phượng Thanh Di ở Thiên Mục Sơn Mạch, hắn đã phát hiện ra có hai cường giả đấu tông theo sau bảo vệ nàng, đó là Mộc trưởng lão và Hỏa trưởng lão, cả hai đều là lục tinh đấu tông. Khi đại hội tứ cát bắt đầu, Mộc trưởng lão và Hỏa trưởng lão được phân túc trực dưới chân núi để kiểm tra thí sinh, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Nếu các trưởng lão Phong Lôi Đông Cát được đặt theo ngũ hành thì ít nhất có ba trưởng lão có tu vi tương tự, cộng thêm Tam Thiên Lôi Huyền Thân, số lượng đấu tông sẽ càng nhiều. Vì vậy, nhìn vào cả tứ cát, về mặt sức mạnh của đấu tông, Phong Lôi Cát hoàn toàn áp đảo ba cát còn lại. Tiếp theo, có thể xét với thế hệ trẻ của tứ cát, bao gồm Phượng Thanh Di của Phong Lôi Cát, Mộ Thanh Loan của Tinh Vận Cát, Đường Ân của Vạn Kiếm Cát và Phương Trần của Hoàng Tuyền Cát. Lần đầu Tiêu Viêm gặp gỡ bốn người này, bọn họ đều là cựu tinh đấu hoạt đỉnh phong và cùng nhau tham gia thử thách Thiên Sơn Tuyết Đàm. Trên Thiên Mục Sơn, khi Tiêu Viêm cứu Nạp Lan Yên Nhiên, hắn đã có một trận giao lưu ngắn ngủi với Vương Trần. Do công pháp của Hoàng Tuyền Cát đã bị dị hỏa khắc chế, Tiêu Viêm dễ dàng giành chiến thắng. Sau đó khi vượt trận pháp sóng âm, dựa trên màn thể hiện của bọn họ, có thể thấy Phượng Thanh Nhi là người mạnh nhất, trực tiếp vượt qua bằng tốc độ, sóng âm chỉ có thể đánh tan tàn ảnh của cô. Đường Ân dùng kiếm khí gánh vác sóng âm, sau khi vượt qua phải thở hồng hộc. Vương Trần dùng đấu khí mạnh mẽ để song pha và có vẻ khá thoải mái. Mộ Thanh Loan sử dụng sóng âm chống lại sóng âm, đánh lừa vượt qua trận pháp mà không bộc lộ thực lực. Tuy nhiên, sau chuyến hành trình tại Thiên Sơn Tuyết Đàm, chỉ có Tiêu Viêm và Phượng Thanh Di đột phá đấu tông, ba người còn lại chỉ đạt bản bộ đấu tông. Về mặt thiên phú, Phượng Thanh Di rõ ràng vượt trội hơn ba người kia và thuộc tính đấu khí của Phượng Thanh Di là dung hợp phong lôi, không chênh lệch nhiều so với dị hỏa đấu khí của Tiêu Viêm, có tác dụng tăng cường sức chiến đấu đáng kể. Nếu bốn người thật sự giao chiến, cho dù là ba người kia hợp lực có lẽ cũng không phải là đối thủ của Phượng Thanh Di. Mộ Thanh Loan là ma thú, đệ tử của Phong Tôn Giả, chiến lực nhỉnh hơn Đường Ân và Vương Trần. Về phần Đường Ân và Vương Trần, hai người này có thực lực tương đương nhau, vì vậy về phương diện đào tạo đệ tử, phong lôi cát vượt trội hơn ba cát còn lại. Cuối cùng, hãy xét với các thế lực đồng minh của các tứ cát. Bản thể của Phượng Thanh Di là Thiên Yêu Hoàng, một trong ba tam đại gia tộc ma thú. Vì cô có thể bái Lôi Tôn Giả làm sư phụ, cho thấy mối quan hệ không tầm thường giữa Phong Lôi Cát và Thiên Yêu Hoàng tộc. Sức mạnh của Thiên Yêu Hoàng tộc thì không cần bàn cãi, ngay cả Đan Tháp cũng không dám đụng với họ. Mộ Thanh Loan của Tinh Vận Cát thuộc Thiên Quang tộc, so với Thiên Yêu Hoàng tộc thì yếu hơn nhiều, có thể nói là không cùng một đẳng cấp. Về phần Vạn Kiếm Cát và Hoàng Thuyền Cát, họ không có đồng minh mạnh mẽ nào. Tuy nhiên, mối quan hệ của Kiếm Tôn Giả và Phong Tôn Giả khá tốt, do đó về mặt đồng minh Vạn Kiếp Cát sẽ nhỉnh hơn Hoàng Tuyền Cát một chút. Vì vậy, xét trên nhiều khía cạnh, nếu không tính đến việc Dược Lão đã được hồi sinh và Tiêu Viêm, Phong Lôi Cát có sức mạnh tổng hợp mạnh nhất, tiếp theo là Tinh Vận Cát, sau đó là Vạn Kiếm Cát và cuối cùng là Hoàng Tuyền Cát với sức mạnh yếu nhất.